Dạ, em chào anh chị và các bạn đã đến với kênh em ngày hôm nay nha. Và buổi nay là ngày 3 tháng 5 2021 nha anh chị. Và trưa ngày hôm nay thì em có đến ngay nhà một anh này ở ngay Củ Chi, ấp Đồng Lớn, xã Trung Thượng, Củ Chi, là ghi hình đang bán cho anh là một bộ mười con bò cái sinh sản nha anh chị. Mẹ là con chiên, còn con là con chiên cái tầm khoảng là 10 tháng tuổi nha. Và anh chủ nhà có nói em là hiện tại là con bò mẹ này đem ăn bầu là 3B tầm khoảng là 8 tháng nha anh chị. Và để biết thông tin về bò, bây giờ em mời anh chị và các bạn hãy theo dõi đoạn đeo phút xoay nha. Dạ, em chào anh chị và các bạn đã đến với kênh em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu cho anh chị đây là bộ mẹ con bò cái xin nha anh chị, mẹ con cái luôn nha. Thì con bò mẹ này thì em kiểm tra sẽ mặt nghiêm chỉnh hết nha anh chị, đó. Còn đây chính là sẽ lưng nha, thì nói chung là bò này đầy đủ hết nha anh chị. Dạo yếm cũng đầy đủ nha, dàn chân rất là to nha anh chị, dàn chân trước nha. Còn đây là rũn nha anh chị, vú thì 4 vú nha. Còn đây chính là dàn chân sau anh chị, chân móng đồ nói chung là to hết nha anh chị, đuôi thì dày sát đất nha. Thì bò này thì em kiểm tra là không lan không giá nha anh chị, không tì vết luôn nha, rất là đẹp bò nha anh chị. Và em có lấy trước em đo cái con bò này thì nó cao tầm khoảng là 1m25 bò nha anh chị. Và em có hỏi anh chủ nhà thì anh chủ nhà nói em là con bò này là hiện tại là anh đã bỏ lại là 3B tầm khoảng là 8 tháng rồi nha anh chị. Bao chữa, bao khám, bao lòi lốm cho anh chị luôn nha, bao ăn uống luôn nha anh chị. Đó, bò này thì nói chung là bò đồng nha anh chị nên là nó ăn uống ngon lành. Nên là cái vấn đề ăn uống á là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm hơn chị. Thì bò này là nó đều răng rồi nha anh chị, bò này đều răng rồi nha. Và anh chủ nhà nói em là bò này là nó thai được 3 đôi răng rồi nha anh chị, rất là đẹp bò ha. Đó, bò này để được 3 lứa là thai được 3 đôi răng nha anh chị. Đó, thì nói chung là con bò này là nó đang dắt con, nó là con bò cái xin luôn, là con bò cái tầm khoảng là 10 tháng nha anh chị. Đó, thì bây giờ thì em mời anh chị và các bạn hãy theo dõi về con bò cái con để cho anh chị cùng quan sát ha. Thì đây chính là con bò cái con nha anh chị. Bò này là anh chủ nhà nói em là tầm khoảng 10 tháng trở lại nha anh chị. Thì anh cũng không có tính chính xác được nha anh chị. Thì nói chung là anh chủ nhà này là cũng không có nhớ nữa, nó cũng rất là lâu rồi nha anh chị. Thì anh nói em là tầm khoảng 10 tháng nha. Và bò này thì em thấy là sái là nghiêm chỉnh hết nha anh chị, sái mặt ngoài sái lưng là ngòn đòn nghiêm chỉnh nha. Ngoài ra thì em thấy bò này có màu đỏ mặt đẹp nha anh chị. Bò này nói chung là bò đồng, ăn uống ngon lành nha anh chị. Nên là cái vấn đề ăn uống á là cô chú chị có mua về là cô chú chị là hoàn toàn tâm nha. Thì bò cái con này thì em có lấy thước em đo thì em cao tầm khoảng là 1m1 bò nha anh chị, tầm khoảng 10 tháng tuổi nha. Chân móng sái bốm yếm dậu lườn vú rún nói chung là tất cả là bao hết cho anh chị luôn nha, rất là đẹp bò nha anh chị. Đó, thì cái bộ mẹ con này thì em có bàn bạc với anh chủ nhà và anh đưa ra với mức giá là 47 triệu nha anh chị. Tại vì con bò mẹ này là bây giờ là anh em mang bầu là 8 tháng 3B nha anh chị, bao chữa, bao khám, bao lòi lốm cho anh chị nha. Nói chung là hai con bò này thuộc dạng bò đồng chị nên nó ăn uống ngon lành nha. Nên là cái vấn đề ăn uống á là cô chú anh chị là hoàn toàn tâm nha anh chị. Rồi nếu như mà cô chú anh chị đang ở gần khu vực Củ Chi, ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, Củ Chi á, thì con mong cô chú anh chị hà hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống gọi hàng cho em nha, để chúng ta là xuống ngay và liền luôn đảm bộ mẹ con này nha anh chị. Mẹ là đem ăn bầu là 3B nha, tầm khoảng 8 tháng nha anh chị, sắp đẻ rồi nha. Đó, thì một lần nữa nếu mà anh chị có xem chương trình của em ngày hôm nay và cô chú chị cảm thấy nghĩ bộ mẹ con này thì mong cô chú chị hãy nhấc máy gọi liền cho em nha anh chị. Đó, thì nói chung là cái bộ mẹ con này trong tầm tiền á là 47 triệu thì anh chủ nhà nói em á, nếu mà anh chị nào thiện ý mua thì anh sẽ bớt cho anh chị là chút đỉnh tiền xe cũng như hỗ trợ chi phí cho anh chị là kéo xe về nhà nha anh chị. Đó, và em thấy cái bộ mẹ con này thì nó phù hợp với tất cả anh chị nào mà không có vốn nhiều, trong tầm tiền khoảng trừ 47 triệu trở lại thôi là anh chị có thể sử dụng 2 mà được 3 nha anh chị. Tại sao? Tại con mờ mẹ này là hiện tại là đem ăn bầu là 3B sắp sanh rồi nha anh chị. Đó, thì nếu như mà cô chú chị muốn mua bò mà nó giá hợp lý như thế này thì mong cô chú chị một lần nữa thì hãy nhấc máy lên gọi liền cho em nha, để chúng ta là sổ ngay gọi liền luôn là bộ mẹ con này nhau chú chị. Thì thôi câu đeo này em xin tạm dừng tôi đây. Và một lần nữa nếu mà anh chị cảm thấy nghĩ bộ mẹ con này thì mong cô chú chị hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi thẳng ngay xuống gọi mình cho em nha, để chúng ta là cùng nhau sổ ngay là một bộ mẹ con ưng ý này nhau chú chị. Còn bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt mọi người và hẹn ngồi tập tiếp theo nha.